Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Từ Ca TV. Vâng, thưa các bạn, là nói thật là tôi thì xem phim Hàn Quốc nhiều lắm rồi. Thấy bên đấy có cũng gọi là món cơm trộn bibimbap thì phải đấy. Siêu cay. Vừa rồi thì cũng học được cách làm của người chị. Thế hôm nay cũng sẽ tập làm để cho anh em cùng biết, cùng thưởng thức cái món bibimbap của Hàn Quốc cơm trộn. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ làm theo phong cách là siêu cay, cực kỳ cay luôn. Các bạn lát nữa hãy xem quá trình làm và cùng thưởng thức với anh em chúng tôi nhé. Anh em theo dõi nhá, nhớ theo dõi clip này. Bây giờ anh em mình đang chuẩn bị nguyên liệu để làm món cơm trộn các bạn ạ. Đại anh em Quyết đang trong quá trình là thái hành. Thái nghe hay nhá. Băm ớt để chúng ta chuẩn bị cho sốt cơm trộn. Cực kỳ cay các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ớt này. Mà toàn gọi là loại ớt răm, siêu cay. Tương ớt thì là hai loại chai siêu cay luôn. Bình thường thì món cơm trộn thì người ta sẽ làm với thịt bò và thịt lợn. Nhưng anh em chúng tôi hôm nay sẽ làm món cơm trộn với thịt gà các bạn ạ. Thịt gà nhé. Siêu cay luôn anh em ạ. Ớt này gọi là ớt răm. Siêu cay luôn. Băm thịt gà anh em ạ. Băm thịt gà để làm sốt. Làm sốt anh em nhé. Đây thịt gà anh em nhé. Tay làm rất chuyên nghiệp. Đừng cho ga, đừng. Bạn này đây rồi. Bạn cắt từ như vậy. Đảo nó không để em đảo. Ít hành quá nhỉ. Ít hành quá nhỉ. Sao? Đây là công đoạn mà làm sốt. Đảo đi Quyết. Đồ anh ơi. Đảo cho nó phải nữa. Rồi cho gà vào đi. Đây cho gà vào anh em nhá. Đây sốt nhá. Đầu bếp có khác anh em nhỉ? Nhìn thơm lắm mà. Thơm lắm. Ừ,
Siêu gà, siêu cay luôn. Hạt tiêu siêu cay nha. Siêu cay. Ta ăn là phải ăn siêu cay nhỉ. Đừng ngớp siêu cay các bạn nhé. Cho siêu cay luôn. Và tôi sẽ sử dụng một chút bột canh mì tôm để tăng thêm độ đặc của món sốt ạ. Ừ, này nó cứ khè rồi. Đây là lần đầu tiên anh em tôi làm. Đấy. Mà dành cho các bạn và bây giờ sẽ là ớt các bạn nhá. Ớt siêu cay. Ớt đây anh em ơi. Đây ớt đây. Vâng, thêm một chút đường để cho món sốt thêm đậm đà. Đây là lần đầu tiên anh em ạ. Lần đầu tiên gọi là làm món ăn này. Mà dạy luôn là các bạn là làm luôn. Sáng tạo luôn. Là món ăn rất là ngon. Và chúng tôi sẽ cho thêm một chút nước các bạn ạ. Nước anh em nhá. Cho nước vào. Cô thì chúng tôi sẽ cho thêm một chút nước cho các bạn thôi. Và như vậy là món sốt của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Đây nhá, quay lại cho anh em xem này. Đấy. Quá ngon luôn. Ôi ngon, đừng hỏi luôn rồi. Mỗi tội hơi siêu cay. Vừa cay vừa đậm đà. Ngon. Sau khi làm sốt xong thì chúng tôi sẽ luộc rau cải các bạn nhé. Rau cải này là rau cải của nhà, tự trồng được nên rất tươi và rất sạch các bạn, vừa nhổ ngoài vườn vào xong. Lẽ là do nồi hơi bé nhưng không sao, vẫn là ok anh em ạ. Và bây giờ rau đã chín rồi các bạn ạ, chúng tôi sẽ cho rau ra. Rau cải rất tươi và rất xanh các bạn ạ. Và bây giờ sẽ là đến vì hôm nay chúng tôi đi khắp chợ mà không kiếm được củ cà rốt nào, nên hôm nay lại đành dùng su hào của nhà để thay thế cho cà rốt các bạn ạ. Su hào của nhà trồng vừa cắt tặng từ vườn lên. Mấy anh em tôi lại cho su hào vào anh em nhé. Đây su hào nhé. Bây giờ su hào đã chín rồi anh em ạ. Bây giờ là công đoạn là cho su hào ra anh em nhé. Rất ngon luôn đó. Su hào của nhà trồng nên rất tươi và ngọt các bạn ạ. Bây giờ là su hào đã vớt ra rồi anh em nhé. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành xào gà các bạn ạ.
Có gà anh em nhé. Gà cũng cực kỳ cay luôn. Sốt siêu cay, gà siêu cay. Nữa các bạn cùng thưởng thức ạ. Rồi cho tỏi và hành khô vào đi quên này. Đây cho tỏi vào anh em nhá. Đây nhá, cho tỏi nhá. Cho đi những gì? Hành khô. Hành khô. Tỏi, hành khô và ớt luôn các bạn. Tỏi, hành khô, ớt anh em nhá. Rất là ngon. Sau khi tỏi và hành khô hơi vàng thì chúng tôi sẽ cho thịt gà vào. Bây giờ là cho thịt gà vào anh em nhé. Thịt gà đây. Đó. Bây giờ tôi đổ vào. Công đoạn này là công đoạn gần xong rồi. Cho tí thêm gia vị vào anh em nhé. Cho tí cho thêm ớt anh em. Thơm ớt. Đấy. Vừa vàng, vừa vàng vừa thơm đấy. Rất là ngon. Ngon anh ạ. Có lẽ là thịt gà đã sắp được rồi ạ. Chúng tôi sẽ cho thêm một chút hạt tiêu nữa để thêm hạt tiêu anh em nhé. Món thịt gà. Ấy đúng chất rồi. Đấy nhờ anh em cho thêm tí bột ớt nha. Cho tí bột ớt nha. Đấy rồi. Cho tí rồi. Tí nó siêu cay. Mỗi loại hàng riêng ngay. Có lẽ là thịt gà sắp được rồi anh em ạ. Được rồi. Được rồi anh em nhá. Bây giờ là cho ra đĩa nhá. Đấy, lấy đĩa đi để cho ra nào. Cho đi anh em nha. Đấy. Thơm lắm. Món thịt gà. Cơm thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi các bạn. Ta sẽ cho cơm ra và có lẽ là món ăn của chúng ta gần như đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ cho cơm ra và bày đĩa thật là đẹp luôn. Là một âu cực kỳ to luôn. Đĩa cơm siêu lớn. Cho đi chứ.
các bạn là công đoạn chuẩn bị cho món cơm trộn chúng ta đã xong. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là bày lên đĩa để cho món ăn của chúng ta thật đẹp mắt và thật hấp dẫn các bạn nhé. Đây là cơm các bạn, cơm của tôi đã chuẩn bị đây rồi. Một chút rau cải này. Chúng ta nên ăn nhiều rau cho tốt cho sức khỏe của bạn ạ. Và đặc biệt là rau ở nhà tự trồng cực kỳ sạch và cực kỳ ngon ạ. Một chút su hào các bạn nhé. Vì hôm nay không đi cả chợ mà không kiếm được củ cà rốt nào nên đành sử dụng su hào để thay thế ạ. Và đến món thịt gà cực kỳ thơm ngon và siêu cay luôn các bạn. Wow, rất hấp dẫn. Còn đây là món dưa muối kiểu Hàn Quốc, cũng do tự nhà làm luôn, cũng là rau của nhà, cực kỳ sạch và cực kỳ ngon, cứ của nhà làm. Wow, bạn thấy hấp dẫn không ạ? Bây giờ đến cuối cùng, đó là món sốt của chúng ta đã chuẩn bị từ đầu, sốt siêu cay. Bạn ơi, các bạn nào mà làm ăn thử thì các biết cảm giác như nào. Wow. Wow, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cơm trộn siêu cay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thêm một thứ nữa để cho món ăn của chúng ta được hoàn hảo hơn. Và bây giờ sẽ là món cuối cùng để hoàn thiện món cơm trộn của chúng ta. Một lát lòng đỏ trứng, không có trứng, nguyên lòng đỏ. Đặt lên chút sốt. Wow, rất đẹp mắt, hấp dẫn, các bạn thấy thế không ạ? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cơm trộn được bibimbap kiểu theo kiểu Hàn Quốc. Nên bây giờ các bạn thấy hấp dẫn không ạ? Cực kỳ đẹp mắt và rất ngon ạ. Bạn nào muốn thưởng thức không ạ? Thì hãy đến với Tứ Ca TV của chúng tôi ạ. Bây giờ có lẽ là chúng tôi sẽ đi thưởng thức món cơm này đây các bạn ạ. Thưa các bạn, thì sau một thời gian chuẩn bị đã đến giờ anh em chúng tôi thưởng thức món cơm trộn siêu cay các bạn. Chén anh em nha. Và chúng tôi cũng biết là món này rất là cay, nên là hãy chuẩn bị trước một chút coca đẹp để giảm bớt độ cay các bạn ạ. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ trộn đều lên các bạn. Cùng thưởng thức anh em nhé. Mời anh em nhá. Tôi sẽ là người phá trinh quả trứng này. Trong quả cơ. Phá trinh quả. Rồi chú vẫn trẻ người ít tuổi. Phá làm gì? Phá là đơn là trình đấy. Nhớ nên nhèo. Trộn đeo vào đây nè. Ây dồi con. Nhìn thấy cái sốt thôi là tôi đã thấy cái độ cay của nó, biết độ cay đến đâu rồi. Wow. Trộn đều cái sốt, sốt lên cái đây. Sốt đâu nhỉ? Trộn đều sốt lên. Ôi. Bình tĩnh, khác đến lượt, khác được ăn chứ không phải sốt. Đây rồi. Wow. Đó, cái ô cơm này khá là lớn nên là hai thằng quấn nó hết.
siêu canh. Siêu canh. Có lẽ đã được rồi đấy. Mời anh em nhá. Mời anh em chén nhá. Này phải là tí siêu canh thôi nhỉ. À, mừng món cơm siêu canh này. Lúc 1, 2, 3. Mời anh em nhá. Ở mùi quá ớt rồi này. Ngọt quá nè. Ăn vừa ngon vừa siêu cay. Quá ngon, ướt nước mặt. Hương muối nhà được làm không ạ? Siêu cay. Quá cay luôn. Đấy. Làm miếng thịt gà nó đậm đà. Cay không? Này mà nó mà không cay thì một phút hết nó cay luôn. Ăn rau nhiều vào thì nó mới khỏe được. Còn rau ở đây toàn nhà tự trồng đấy các bạn, tự bị sạch và nhà tự làm. Có lẽ là video của anh em tôi xin kết thúc ở đây các bạn ạ. Để thời gian tôi còn thưởng thức đốt cái đĩa cơm này. Tôi mà vừa ăn mà vừa nói lại cày thế này khó quá các bạn. Xin chào các bạn nhé. Chào anh em nhé. Anh em nào thấy video này thưởng thức về món bibimbap anh em nào nếu mà thấy video này hay ấy, nhớ like và share và đăng ký kênh của anh em tôi nhé. Anh em thông cảm, nó cày mà nó nói không nên lời. Cày. Anh em thấy video quan trọng anh em chúng tôi hay, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi ạ. Nhớ bật chuông các bạn nhé, để nhận những video hay tiếp theo. Nhớ bấm chuông để nhận video mới tiếp theo của anh em tôi nhé. Xin chào các bạn anh em.